Kênh Nông nghiệp TV xin kính chào quý bà con và các bạn. Hôm nay là tối ngày 11 tây tháng 9 năm 2021, mình quay clip này mình xin báo giá thuốc bảo vệ thực vật cho các bạn và bà con trong ngày nghỉ lễ. Có bà con rảnh thì để xem ha. Thì trước khi mình vào vấn đề, mình nói sơ qua chút xíu. Thì mình là kênh Nông nghiệp TV, vật tư nông nghiệp Sóc Nhôm tại thành phố Long Xuyên, An Giang. Mình bán rất là nhiều các mặt hàng đa dạng và phong phú, từ công ty lớn cho đến công ty nhỏ. Công ty nhỏ thì bán ít hơn, khi nào các bạn và bà con cần hoặc là có hiệu quả chút đỉnh thì mình có lấy về, còn chủ yếu mình tập trung các công ty lớn hay các bạn, và mình sẽ ship tận nhà trong vòng 1 đến 2 ngày 3 ngày ship tới nơi, các tỉnh miền Tây và các tỉnh miền Đông thì khoảng 3 ngày hoặc 2 đến 3 ngày, và miền Trung miền Bắc thì khoảng 4 đến 5 ngày hay các bạn. Và mình cũng chia sẻ luôn quan điểm của mình là không bao ship, là bắt đầu là 8 tháng nay rồi các bạn, năm 2024 đến thời điểm này là còn 8 tháng đến 9 tháng là mình, quan điểm của mình là mình để giá mỏng hay các bạn. Mình bán giá mỏng để được nhiều khách hàng sử dụng, giá tốt và tiếng lành vang xa là mình sẽ được nhiều khách hàng. Đó, thì quan điểm mình thì mình để giá mỏng và mình không bao ship. Nghe các bạn, các bạn quên đi cái chuyện bao ship đi, đó là một lời khuyên chân thành, tại vì người bán á, người ta nếu mà bao ship và đánh tâm lý các bạn khoái thích cái gì, nhưng mà chắc chắn một điều là giá sẽ kê lên. Ông kê món này cũng kê món kia, điều đó là điều chắc chắn, chứ không ai mà bao ship bán mà bao ship mà người ta lỗ đâu các bạn nha. Để có khách hàng nói là tôi mua bên chỗ đó chỗ đó chỗ đó là 500 đến 1 triệu là bao ship rồi, thì tôi làm một bài toán ví dụ cho các bạn. Các bạn lên đơn đi, chai axit của mình trang lít á, chai khoảng 10.000 11 12.000 cái gì, các bạn lên 50 chai đi, 50 chai hiện của 500 mấy ngàn hả, thử rồi cái chỗ đó có bao ship các bạn không, các bạn biết liền à. Nếu mà có bao ship tôi đi bằng cái đầu á. Hoặc là ví dụ như cho 10 chai anh Vincenta luôn thì giá hiện tại bây giờ khoảng 272.000, 10 chai là nó 2 triệu bảy mấy đó, thì với giá 272.000 thì 10 chai đó thì cái chỗ bán có bao ship không thì các bạn biết liền à. Hoặc là làm thêm một bài toán nữa, làm một phép thử nữa là cùng một thời điểm các bạn chốt to bên kia đi là 2-3-4 triệu gì đó, và các bạn alo với chỗ Nông nghiệp TV là cũng cứ to y gan vậy luôn nha, sản phẩm ABCD y gan vậy, thì bên tôi Nông nghiệp TV không bao ship, và bên cái chỗ đó có bao ship, thì các bạn coi lại tổng to, tổng số tiền bên đó trả bao nhiêu và tổng to bên đây trả bao nhiêu là các bạn biết liền à. Cho nên là khuyên chân thành các bạn đừng quên đi cái chuyện bao ship được các bạn ha. Đối với chỗ Nông nghiệp TV thì các bạn quên đi cái chuyện bao ship đi ha. Mình mặc định cửa hàng mình là không bao ship ha, bởi vì cho nó nhanh gọn lẹ, mình thống nhất nhau cho nó dễ ha. Và một điều như thế này là các bạn, trong kinh doanh thì nên có cạnh tranh. Cạnh tranh đây là cạnh tranh lành mạnh, mình hiểu theo cái nghĩa lành mạnh, và mình làm theo cạnh tranh lành mạnh đó các bạn, thì nó sẽ có lợi, là có lợi cho công ty và cũng có lợi đặc biệt là người tiêu dùng cuối cùng, là người nông dân, người khách hàng của mình đó, là các đại lý, các nhà phân phối sẽ cạnh tranh giá với nhau, thì nó sẽ hai bên giá nó sẽ mỏng lợi và tránh tình trạng quá độc quyền, tránh tình trạng mà đội giá lên cao, thì giá nó có xu hướng là từ từ nó sẽ sinh xuống, thì có lợi cho người tiêu dùng nha. Và mình đang nói đó là cạnh tranh lành mạnh, còn cái chuyện mà cạnh tranh không lành mạnh là cạnh tranh dùng chiêu trò, những chiêu trò, những cạnh tranh dơ, hay là những cái chiêu thức dơ bẩn trong kinh doanh, thì cái đó mình không nói nha. Tại vì ví dụ chai, ví dụ như chai Amistatus hiện tại bây giờ mình đang ra giá là 300 cành, thì có chỗ bán là 301, có chỗ bán là 298, 299 là ok, là bình thường nha. Nhưng mà có thể là đạp giá xuống còn 280 mấy hay 70 mấy, rồi bắt đầu kèm những cái hàng ABCD nào đó, hàng kém chất lượng á, thì cái đó gọi là cạnh tranh dơ, cạnh tranh bẩn, thì cái đó mình không nói, mình đang nói là cạnh tranh lành mạnh hay các bạn. Cho nên trong kinh doanh cạnh tranh là điều có lợi cho người khách hàng tiêu dùng, và mình đương nhiên là mình thấy đó là những cái trường hợp đại lý uy tín và cái chỗ bán hàng uy tín các bạn ha. Mình sẽ loại trừ cái trường hợp mà đại lý bán tầm bậy, hàng yếu muốn vía, hàng kém chất lượng ha. Rồi các bạn xem clip, có thời gian xem hơi chịu khó xem hơi dài hay các bạn, tại vì thuốc rất là nhiều, mình sẽ nói sẽ giá cả từng sản phẩm, thành phẩm rất là clip rất là dài, nên các bạn chịu khó xem ha. Và mình sẽ bỏ qua cái công đoạn là liều lượng hay các bạn, cho nó đơn giản, mình sẽ nói là giá cả và sản phẩm và công dụng chút nhẹ nhẹ thôi. Các bạn và bà con nào cần chi tiết hơn nữa thì cứ alo mình ha, hoặc là nhắn tin TikTok hoặc nhắn tin Zalo với mình để mình cùng nhau trao đổi, hoặc là gọi điện trực tiếp. Và mình có một điều mình cũng lưu ý các bạn á, là kênh Nông nghiệp TV là cũng như là vật tư nông nghiệp Sóc Nhôm là mình xài số điện thoại là 0906206165, và một số cá nhân của mình nữa đó là 0904040824 là hai số ha, là duy nhất từ trước tới giờ là hai số.
Khi mình gọi mình mua hàng á, có thể mình gọi Zalo để mà mình thấy mặt mình là chính, là gọi là chính chủ, là chính thống hay chính thức nha các bạn. Tại có một số trường hợp á, đôi khi lợi dụng những cái hình ảnh cửa hàng của mình hoặc là hình ảnh bản thân của mình để mà gán ghép vào một cái trang mạng bán hàng không rõ nguồn gốc, những cái bán hàng giả, bán hàng gian đó. Đó, ví dụ mình đăng PA, mình đăng nói về cái sản phẩm Incebio đi, mình đang nói về công dụng và xuất xứ hay là giá cả Incebio, thì những cái đối tượng không, những cái đối tượng mà làm giả hàng, giả hàng gian, bán hàng gian dối á, nó sẽ mượn những hình ảnh, rồi không phải là mượn mà là ăn cắp luôn, ăn cắp clip của mình để minh họa cho cái sản phẩm hàng giả của nó, đặc biệt là Incebio hiện tại bây giờ rất là nhạy cảm đó. Và khi các bạn gọi thì đó là không phải số điện thoại của mình, số điện thoại của mình là 0906206165 và 0904040824 là hai số chính thức nha. Rồi các bạn gọi điện hoặc nhắn tin, rồi người khác bắt máy hay trả lời các bạn, rồi các bạn chốt hàng hiện tại giờ Incebio giờ có thể là 48, 49, 50.000 một gói, mà những cái đối tượng giả mạo có thể là nó bán 25, 30.000 hoặc là 27.000 luôn hay các bạn, rồi mua bao nhiêu nó cũng chốt luôn. Và các bạn đem về, các bạn coi và xài cái hàng giả, rồi các bạn cứ nghĩ là của Nông Nghiệp TV là không phải các bạn, bởi vì mình muốn nhấn mạnh là khi mình mua hàng là mình sẽ alo, là giọng của mình đây, mình đã, các bạn và bà con đã nghe rõ rồi, và hình ảnh của mình đây là ở đây ha, nha, một cách chính chủ hay các bạn, để tránh trường hợp để mà các bạn mua nhầm nha. Rồi bắt đầu mình vô vấn đề hay các bạn, thì có thể là sáng mai mình mới đăng là hai tay tháng 9 năm 2024 là có ý nghĩa trong vòng 3 ngày hay các bạn, là hai tay, ba tay và bốn tay tháng 9, và sau đó thì có thể giá theo thị trường lên, bán lên xuống, bán xuống hay các bạn. Rồi đây là combi là nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, là chung combi là gồm có chung vi lượng hay các bạn, để cho xanh lá dày lá thì 100.000 một chai. Có thể là một chai này mình xài cho 1 hecta trên lúa, rồi trên rau màu là mình có thể mình xài khoảng từ 300 đến 400 lít nước, là khoảng 1,5 phi đến 2 phi nha. Rồi đây là nano vô gạo, cũng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ luôn, chai này 120.000 một chai, chai nửa lít. Và chai tiếp theo nữa là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, nhập khẩu từ Nhật Bản là chắc ăn 100% là nhập khẩu nha các bạn, khi mà mình dùng từ nhập khẩu là hàng đúng nhập khẩu nha, chứ không phải hàng tào lao xin ma chao nha. Amino gót là vừa ra rễ, vừa xanh lá dày lá và vừa ngọt trái và vừa bóng trái ha, và vừa vô gạo luôn hay các bạn, là 150.000 hàng của Nhật Bản, chai nửa lít. Còn amino Ý, nhập khẩu từ Ý, amino Italia nè, Italy á, là made in Italia nè. Đó, thì này là 125.000, có phần giá hơi mỏng hơn chút. Rồi S9 vô gạo, Titan Silit ha, thì 100.000 đó. Rồi mình nhớ tới đâu rồi, mình thấy tới đâu mình nói tới đó. Hay các bạn qua sản phẩm bệnh là Mitos Thụy Sĩ, cái tên Thụy Sĩ vậy thôi chứ không phải là hàng của Thụy Sĩ đâu. Đa phần các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam mình là đa phần nhập khẩu từ Trung Quốc là nhiều hay các bạn. À, bởi mình nói mình bán mình nói rất là rõ ràng chứ không phải là Mitos này chai là của nhập khẩu của Thụy Sĩ, không phải đâu các bạn, nguyên liệu Trung Quốc, nhưng mà công ty Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu của nước ngoài là hiện tại giờ chính xác là nguyên liệu của Trung Quốc, và sau đó có những phụ gia đặc biệt vô, thì đó là cái bí quyết riêng của mỗi công ty là hơn thua nhau chỗ phụ gia nữa đó. Thì hiệu quả rất là cao trong vấn đề lem lép hạt lúa, lý do nguyên nhân là do nấm ha, hoặc là xài sáp thư rửa bông xoài. À, điều được hay các bạn. Rồi một chai này 195.000 nha, chai 204 ml, hép của ADC là 265 cành hay các bạn, có thể cào 265 cành. Rồi Camilo, chị cũng là thắng thư nha, là 105.000 chai, hay một chai một xị, nó làm lớn lớn gì chứ nó có một xị hay các bạn, quên nó để sát cho các bạn mới thấy chứ. Rồi Reverb T, chị Thắng Thư Sương Mai của mình, hạn chế nói nha, hàng của tên của công ty với Bayer là tại bên TikTok nó cũng hạn chế, nó cũng không không thích hay các bạn. Rồi Reverb T là các bạn biết rồi, Reverb T 55 cành. Rồi Tạc Vigo chị Tiến Trùng 67 cành ha. Gì đây? Amita. Amita quên giá rồi các bạn ơi. Amita thì thành phần của nó là giống như Amita Top, một là isocitrobin 250 gram trên lít, nó sẽ nồng độ isoxi nó nhiều hơn bên Amitatet, nó có 200 gram thôi, nhưng mà Amitatet thì nó có thêm thằng difenoculazone nha. Amitatet giờ là 300 cành nha các bạn. Thì rửa bông xoài cũng êm lắm, thúi thắng thư là cũng được, đó là thúi thắng thư là chỉ hỗ trợ thôi chứ không phải là chính nha. Rồi Infinito sản phẩm mới,
Chị Thắng Thư, Giả Sương Mai, thấy các bạn 55 cành. Tiên Thái 150, tiên chị lem lép á. Luna của Bay Ve cũng chị lem lép luôn, là có giá dao động là 280 cho đến 280 tùy theo số lượng hay các bạn. Lét đã tra 263 cành, tra 200C, không có còn 250 nữa nha các bạn. Hiện tại giờ là tra 200C, Lét tra 263 cành, khô dần, lem lép trước chỗ và sau chỗ, hai chai cho 1 hecta. Rồi tin xếp bên, 179 cành. Có hàng của hàng sim đó là nó có công nghệ UV nha các bạn. Là khi đưa ra nắng thì nó chữ nội chữ nó sẽ hiện lên màu xanh với màu màu màu, màu cam ha. Ngoài ra con ta có phần mềm chuyên dụng để quét quét ra cái mã nữa. Rồi Momento chị Diệp Sáp, 95 cành. Vovet chị Thắng Thư, Sương Mai, Thu Phú Nhũng, rau màu, tinh rau màu ha, của hàng cọp 214 cành. Philia quá quen thuộc hay các bạn, khỏi nói công dụng các bạn và bà con cũng biết nữa, 110 cành. Bạc lá chị vi khuẩn 175 cành ha. Thì lem lép là có ít nhất là ba nguyên nhân chính, đó là vi khuẩn, nấm, hơn 19 loại nấm và nhện vé và cũng một phần cho bộ xích nữa. Full sale cũng chỉ vi khuẩn nữa hay các bạn. Migavit 200 SC 125 cành nha, của hàng xin. Chị phấn trắng, chị thúi trên thanh long, và mình cũng sử dụng trên ớt cũng vẫn được, trên rau màu luôn, thúi Thắng Thư, Sương Mai đều được hay các bạn. Atat thuốc cỏ trên bắp ngô, cỏ lá rộng và có lá hẹp trên cạn, nhưng mà mình sử dụng dược lúa trời gì đó thì một số bà con thì theo kinh nghiệm thì xài thì cứ xài ha. 177 cành của VFC. Agilai vi khuẩn của Hợp Chí là 125 cành ha. Cùng phân khúc nữa là Saikoba hay các bạn, 500 EC, này là thuốc cỏ trên cạn, bắp với ngô ha. Thì cũng một số người cũng sử dụng để diệt cỏ trài. Kinalut nhện vé của Lộc Trời, 107 cành hay các bạn. Basagan cỏ chát của công ty Bát, 145 cành. Bút của Tân Thành, thì có Long Vật, có Đô Phụng. Rồi Benanti 35 cành, gói 100 gram của Thanh Sơn.